Các bạn thân mến, bữa nay tôi xin gửi tới các bạn một cái mô hình tiết kiệm năng lượng để phục vụ cho mọi người và phục vụ cho chính bản thân tôi. Nó đây các bạn. Thế thì cái mô hình này á, như thế nào mà được gọi là tiết kiệm năng lượng? Thì xin thưa với các bạn, cái mô hình này thì cụ thể là như thế này. Có nghĩa rằng đây là một cái hồ nước hoặc là một con sông. Và cạnh hồ nước và một con sông thì chúng ta làm một cái tháp nước cao khoảng 8 đến 10 mét. Đây. Chúng ta lấy nước từ cái hồ nước này bơm lên một cái bình nước lớn đây. Đó. Đây, bình nước lớn đây. Và từ cái bình nước lớn này thì chúng ta sẽ dẫn về nhà chúng ta. Đây. Theo cái đường nước này. Đây. Đó. Có nghĩa rằng chúng ta không sử dụng bất kỳ một dạng năng lượng ngoại lai nào, mà chỉ sử dụng chính áp suất của nước từ cái bình chứa này hút nước từ sông hoặc hồ lên và dẫn về cho nhà cho chúng ta xài. Đó. Có thể nhiều bạn nói đó là một sự suy nghĩ rất có lợi ích, thế nhưng mà không bao giờ đạt được. Đó. Thế thì hôm nay tôi đưa ra một cái mô hình này và trực tiếp làm cho các bạn coi cái mô hình này coi có đạt hiệu quả không nha, thưa các bạn. Đó. Tôi cũng xin nói lại với các bạn rằng đây chúng ta coi như là một cái hồ nước. Cạnh hồ nước chúng ta xây một cái tháp nước. Đây, cái tháp nước đây. Cao hơn cái hồ nước này khoảng 8 đến 10 mét. Đây. Chúng ta dẫn nước từ cái hồ nước này đây, bằng cái ống này, lên trên một cái tháp nước này. Thế chúng ta dẫn lên bằng cách nào? Có nghĩa là chúng ta dẫn lên bằng cái lực áp suất hút của cái bồn nước này. Đây. Dẫn về nhà cho chúng ta đây bằng cái đường nước này. Đó. Thế tôi cũng xin là trình bày cụ thể cho các bạn như vậy. Theo các bạn thì không thể nào mà thực hiện được. Đó. Thế tuy nhiên mà tôi sẽ làm cho các bạn thấy rằng sẽ thực hiện được. Đó. Có nghĩa rằng nói lại với một lần nữa để cho các bạn hiểu là chúng ta lấy nước ở một cái hồ nước hoặc một con sông. Cạnh đó chúng ta xây một tháp nước. Đây. Cái này là một cái tháp nước. Trên cái tháp nước này ấy, thì chúng ta để một cái hồ nước, một cái bình nước. Đó. Và từ cái bình nước này ấy, thì chúng ta sẽ dẫn nước về nhà chúng ta xài. Đó. Đây. Có nghĩa rằng cái bình bên tay phải tôi này là cái bình để chúng ta lấy nước xài. Mà chúng ta không cần máy bơm nha các bạn. Đó. Hoàn toàn không cần một chút nào là năng lượng ngoại lai hết. Theo các bạn thì chắc chắn các bạn nói là không bao giờ thực hiện được. Thế bây giờ là tôi sẽ trực tiếp làm cho các bạn coi ha. Đó. Mấy cái hộp sữa hộp kẹo này là tôi cho coi như là một cái cột nước bằng xi măng á các bạn. Cái cột bằng xi măng và trên này là cái bình nước. Đây mới là chính là cái bình nước mà chúng ta cần chứa lấy nước ở sông hoặc là ở hồ. Đây, nước sông và hồ đây, đây ở bằng cái vòi này. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần thải cái vòi nước này xuống hồ nước. Rồi chúng ta chỉ việc là dẫn nước này về nhà xài. Đó. Theo các bạn là tôi đảm bảo rằng đến 100 bạn đều nói là hoàn toàn
không thực hiện được. Đó. Không thể nào mà có một cái nguyên lý nào mà có thể dẫn nước từ sông về nhà mà không dùng một bất kể một một cái máy bơm nào hoặc là một cái dụng cụ nào. Đấy. Thì bây giờ là tôi xin các bạn trực tiếp coi nha. Đấy, tôi cũng xin nói lại một lần nữa để cho các bạn hiểu này. Trước tiên khi mà tôi làm thì tôi nói lại một lần nữa. Đây là cái hồ nước. Đây là cái hồ nước. Tôi dẫn nước theo cái dây này lên trên cái bình nước này. Thấy các bạn? Đó. Và cái bình nước này tôi lấy nước đây, bằng cái ống này về nhà tôi xài. Thấy các bạn? Đó. Không cần bất kể một cái dụng cụ nào bơm nước từ sông lên, mà tôi chỉ sử dụng là áp lực nước từ cái bình lớn này đặt ở trên cái tháp nước này. Thế bây giờ là trước tiên thì tôi sẽ làm cho các bạn coi thì các bạn sẽ hiểu ha. Đây thưa các bạn thân mến, giờ tôi đã tạo thành một cái nước màu xanh ha. Thì để các bạn để ý coi là nó sẽ hút lên như thế nào nha các bạn. Đây, nó hút theo cái đường ống này nha. Đấy, thì các bạn nhìn thấy cái đường nó lên rõ ràng nha các bạn. Đây, đó. Thế. Chúng ta là chủ yếu là đây là nó rút như thế này nhưng mà các bạn cũng chưa tưởng tượng được. Thế bây giờ tôi làm cái nước màu xanh thì các bạn mới thấy được là nó rút nước cái màu xanh này như thế nào nha các bạn. Đây. Nó sẽ lên màu xanh, tôi quay trực tiếp cho các bạn coi đây. Đấy. Đây ha, nó lên theo cái đường ống này. Đó. Bởi vì màu xanh nó ít quá cho nên là nó chưa theo đâu các bạn. Đó, bên giữa nó chỉ xanh bên dưới thôi, để tôi quậy lên thêm nhé các bạn. Đây đó. Để tôi quậy thêm lên các bạn đây. Đây thưa các bạn. Đó, đã nước đã lên, nó hút lên này hết các bạn. Đây, theo cái đường ống này hay màu xanh luôn. Bởi cái đường ống đây, nó xuống cái bình này. Đây, nước màu xanh đây các bạn. Đây, đó, đây, màu xanh đây. Và nó sẽ chảy về nhà. Bởi vì cái ống này rất là dày, cho nên là các bạn nhìn không thể nào mà. Đó, đây. Đây, đấy, đây. Cái nước thành màu xanh luôn này, thấy các bạn, đây. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đây ạ. Đó, nhìn thấy cái nước trắng nhưng mà thực tế là nước màu xanh nha các bạn. Đây, đó, cái bình nước chúng ta màu xanh như này ha. Đó, đây. Đó, nước chúng ta cứ chảy hoài, đây. Đây, bắt đầu nhìn thấy rõ như này, đây. Đó, nhìn thấy cái rõ bên này là màu xanh như thế. Đấy, cái ống nó màu xanh như này. Đây, đó, nó hút cái nước màu xanh lên này ha các bạn. Đó, rất là cao này ha. Đây, bồn nước ở dưới này. Nước sông và mực nước ở đây. Thế nhưng nó có thể hút lên được đây. Đây. Nó hút cho đây. Nó thải xuống đây. Đây. Đó. Nó chuyển qua đây. Và nó kéo về nhà chúng ta. Đó. Đây. Màu xanh đây của nước đây. Thì tôi cũng xin nhắc lại cho các bạn. Để các bạn hình dung ha. Đây nó tụt xuống đây. Rồi mức độ như vậy ha. Có nghĩa rằng đây như là một cái hồ nước hay là một con sông đi. Ha. Con sông màu xanh đi. Chúng ta xây một cái bồn nước đây. Cao như thế này. Đây, đó, đây. Tất nhiên là chúng ta cũng không thể là cao được mãi mãi. Chúng ta phải tính toán làm sao mà cao gấp 2 hoặc gấp 3 gì đó. Đấy, hay các bạn, đây. Đó, đây, cao vậy đây. Cái bồn nước thấp như thế này, chúng ta xây cao như thế này. 4 hoặc 8 mét gì đó thôi. Chứ 10 mét nhiều khi không hút lên được các bạn. À, đó. Thế rồi sau đó rồi chúng ta dẫn nước về nhà xài, không hoàn toàn không cần bất kể một cái hệ thống năng lượng nào. Đây. Đó nước cứ đầy, các bạn nhìn thấy rõ nha, nước cứ tự động là hút lên này, hút lên trên cao, từ dưới sông hút lên trên cái bồn nước này ha. Đây. Đó nước màu xanh đây. Hút lên đây, đây cái đường nước màu xanh các bạn nhìn thấy rõ nha. Đây. Nó thải xuống đây. Đây. Đó, và đây là cái bồn nước của chúng ta. Cái bồn nước chứa nước ở trên trên của chúng ta và chúng ta lấy cái nước này chúng ta kéo về nhà chúng ta xài. Đây. Thưa các bạn, đây màu xanh đây. Đó, đây. Đó, đây là toàn cảnh nha các bạn. Đây. Đó.
nước dần dần tụt xuống đó đây. Và bình nước của chúng ta nó màu xanh như này ha các bạn ơi. Cái bình nước của chúng ta màu xanh như này này. Đó. Đây thưa các bạn. Đó là ha. Bình nước của chúng ta nó màu xanh như này. Đó. Đó. Nước vẫn đang chảy. Đây. Nước vẫn đang cạn. Đó. Đây. Khi nãy là mực nước ở trên này. Thế nhưng mà nước tôi khi mà tôi chưa tạo cái nước thành màu xanh cho nên là bây giờ tôi tạo màu xanh thì nó tụt xuống về đây, các bạn xem. Đây nước màu xanh đây. Đó. Vậy là chúng ta đã thành công. Chúng ta có thể rằng xây một cái bồn nước ngay bờ sông. Thế rồi chúng ta dẫn nước từ sông về nhà. Tuy nhiên là cái độ cao, đây cái độ cao này chúng ta phải tính toán, phải không? Đó. Cái độ cao của bồn nước đối với mặt nước sông thì chúng ta phải tính toán. Và cái hệ thống mà lấy nước về nhà chúng ta cũng phải tính toán, tất nhiên là phải thấp hơn cái bồn nước rồi. Đó. Thấy các bạn? Thấp hơn mặt nước sông. Đó. Thì lúc đó thì chúng ta nước sẽ chảy vô về rất là khỏe. Đó. Cái nguyên lý này không mới, thế nhưng mà chúng ta chưa có ai áp dụng hết. Đó thưa các bạn đây. Nước vẫn đang chảy về nhà. Màu xanh, đây. Hút nước từ nước sông về. Đó, thưa các bạn. Đây, tôi để một chút xíu nữa để cho nước nó cạn. Nói là nước sông cho nó rộng chứ thực tế ra thí dụ như một cái hồ nước đi các bạn. Một cái hồ nước đi, chúng ta chứa một cái hồ nước này và chúng ta muốn tự động làm một cái bồn nước này, đây. Vươn lên trên cao này nó tự tưới cho vườn nhà mình, không cần phải như là bơm nước, có nghĩa là miễn phí năng lượng đó các bạn. Đấy, đó là thực tế hơn. Chứ còn nếu như làm bờ sông thì chúng ta xây ở bờ sông thì cũng trở về nhà cũng được, nhưng mà cũng là cả là vấn đề hơi khó khăn. Chúng ta chỉ cần xây một cái hồ chứa nước mưa đây chẳng hạn như thế này thôi. Đó. Thế và khi đó thì chúng ta xây một cái bồn nước kế bên như thế này. Và chúng ta sẽ tưới cho tất cả những cây ở nhà chúng ta mà không cần phải sử dụng máy bơm. Đó, có nghĩa là miễn phí năng lượng đó các bạn. Đây, nước vẫn cứ tự động chảy. Đó, đây. Tất nhiên là nó không mạnh được như là cái hệ thống máy bơm rồi. Nhưng mà quan trọng là chúng ta không cần tốn năng lượng mà chúng ta vẫn có nước tưới. Đó, đây. Kìa các bạn nhìn thấy rõ thế, nước nó đang chảy vô cái bồn ha. Hút ngược lên. Đây, hút ngược nước từ hồ lên đây. Đó. Nguyên lý này thì bạn nào cũng biết rồi, đảm bảo các bạn nào cũng biết rồi. Nhưng mà các bạn biết mà các bạn chưa có thể nào mà áp dụng được cho thực tế thôi. Đó. Nguyên này là vật lý lớp 9 chúng ta đã học rồi. Đây. Bạn nào cũng có thể biết, thế nhưng mà chúng ta chưa áp dụng được thực tế thôi đây. Đó, có nghĩa là cái hồ của nước chúng ta đã gần cạn này này ha. Đó, có nghĩa là chuyển về nhà chúng ta không cần phải như là tốn năng lượng gì hết. Đây. Đó đây, tôi mới nói các bạn đây là đó, nó hút lên cao vậy này ha, thì nó thải xuống. Đó. Đây. Đó. Nói vậy là thưa các bạn là đó là cái mô hình mà trong những ngày chống dịch ở nhà tôi rất là muốn làm để thực tế để coi có thành công hay không và có thể áp dụng được cho chính bản thân mình. Đó, thì thưa các bạn, đó toàn bộ mô hình ở đây. Đó, nước vẫn tự chảy, đang chảy. Vừa đây, đây mới chính là cái điều đáng nói, hút nước lên trên cao luôn. Mà không cần bất kể một cái hệ thống bơm nào. Thưa các bạn, đây, nó đây.